Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nhiều chảo lửa đang được Nga hình thành cùng một lúc để bao vây quân đội Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục giai đoạn 2 chiến dịch tổng phản công ở Kursk. Các cuộc tấn công từ hướng Suza đang bắt đầu gia tăng sau những đợt tiến công từ hướng Korenneko. Như vậy, gọng kìm của họ từ phía đông và phía tây đang siết chặt, xé nát đội hình Kiev trong những chảo lửa. Lực lượng Moscow được cho là đang chia cắt từng nhóm nhỏ quân đội Ukraine để dọn sạch từng địa bàn. Do mũi thọc sâu thứ hai ở Glukovo gần như đã bị xóa sổ, lực lượng Kiev ở hướng tấn công chính đang rơi vào tình thế nguy ngập. Theo hướng sông Okyu gần thành phố Kupian, những xác nhận trực quan đầu tiên cũng cho thấy sự hiện diện của quân đội Nga tại các ngôi làng dọc theo con sông. Các nhà quan sát quân sự ủng hộ Kiev cũng đang báo cáo về hoạt động gia tăng của quân đội Nga tại Chasovka. Ba mũi thọc sâu của họ đang dần tiến vào trung tâm thành phố. Trong những ngày qua, có rất ít thông tin đáng chú ý về những gì đang diễn ra trên mặt trận theo hướng Pokrov. Cả hai bên đều không công bố video. Ngược lại, ngày càng có nhiều cảnh quay về cảnh quân đội Nga tấn công các tuyến rừng bằng máy bay không người lái theo hướng Bulida. Mũi tiền phương của họ chỉ còn cách ngôi làng tiếp theo một khu rừng nhỏ. Hơn nữa, Nga đã tiếp tục các hoạt động chiến đấu ở phía tây và phía đông Velikano Vosikivka. Theo các nhà quan sát, họ đã đạt được những thành quả chiến thuật ở đó. Với pháo đài Chasovka, bất chấp những thắng lợi lớn của sư đoàn dù số 98 của Nga trong thành phố, vấn đề không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Sau khi quân đội Nga đặt chân được ở khu vực Ostabert, nơi có thể tạo ra một đầu cầu, nhưng rõ ràng là nếu không có các hành động song song ở xung quanh thì việc tiến bộ sẽ gặp khó khăn. Việc lực lượng Kiev phần nào thay đổi mục đích ban đầu trong kế hoạch chiến lược tại Chasovka đã gây trở ngại đáng kể, khiến đà tấn công bị chững lại. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc khu vực phòng thủ này, Nga tìm ra điểm yếu về hậu cần trên tuyến T-0504 và họ lập tức thực hiện phương án thay thế. Ở hướng Kursk, lực lượng Moscow đang dần tiến vào một số khu vực quan trọng. Song song với đó, công việc đang được tiến hành để giảm tiềm năng công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Ở quận Glukovo, có những trận chiến ở vùng ngoại ô phía bắc của Novipod. Xác nhận về việc Nga kiểm soát hoàn toàn, ngôi làng vẫn chưa xuất hiện. Ở quận Korenneko, lực lượng Moscow đang chiến đấu ở khu vực Libubovka và Tontolak. Đồng thời, các đội hình Kiev tiếp tục bám giữ ở các vị trí phía đông của cả hai khu định cư, cố gắng để không bị bao vây hoàn toàn. Ở phía bắc, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào Ogovka với sự hỗ trợ của một nhóm thiết giáp. Các lực lượng Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công, do vậy đối phương đã thất bại. Có cảnh quay cho thấy tháp pháo của một xe tăng Challenger 2 bị phá hủy ở khu vực Chetupkhovla. Mặc dù có tuyên bố rằng bức ảnh là bằng chứng về việc phá hủy một chiếc xe tăng thứ hai cùng loại ở khu vực Kursk, nhưng khi có so sánh bức ảnh với cảnh quay trước đó về chiếc xe tăng khác bị phá hủy của mẫu xe này, cảnh quay cho thấy cùng một chiếc xe. Tại quận Suda, lực lượng Moscow đang tiến về Ruskoe-Porochino từ phía bắc, dần dần vượt qua tuyến phòng thủ quân đội Ukraine ở khu vực Nechavo và Nilopanovay. Việc dọn sạch các vành đai rừng ở khu vực này sẽ cho phép quân đội Nga tạo ra một đầu cầu để phát triển thêm cuộc tấn công vào Rutkoy và Cheker-Siporichnoy. Về phía nam, các nhóm xung kích đang tiến về phía Aruno và Komakov, tạo thành một vòng vây xung quanh các đơn vị đối phương. Theo một báo cáo, tại khu vực Sumy, lực lượng Moscow đã tấn công và phá hủy tổ hợp HIMARS của quân đội Ukraine ở Koseri bằng một cuộc tấn công tên lửa. Cần lưu ý rằng đây không phải là bệ phóng đầu tiên bị phá hủy ở khu vực này. Điều này có thể chỉ ra rằng đối phương đã tạo ra cơ sở hạ tầng ở đây để phục vụ các hệ thống này. Nếu nhìn vào đường nét của mặt trận theo hướng Donetsk, bạn sẽ thấy một bức tranh cực kỳ thú vị. Mặc dù bước tiến của lực lượng Moscow không phải ở đâu cũng nhanh như Pokrov, nhưng trên một hướng khác, trong sự kết hợp thuận lợi của các hoàn cảnh, nhiều chảo lửa bao vây quân đội Ukraine có thể hình thành cùng một lúc. Hiện có tới 5 chảo lửa dần dần xuất hiện ở Siver và Chasovka, Kontan, Ninovka, Pokrov tại biên giới, Seluivodo, Kurakov trong khu vực Venika. Mặc dù những khu vực này vẫn chưa hoàn toàn hình thành các nồi hầm và để mọi thứ diễn ra theo cách này, quân đội Nga cần phải có những nỗ lực đáng kể.
nhưng việc họ từ bỏ các cuộc tấn công trực diện vào các thành phố và việc Kiev rút một phần lực lượng về mặt trận Kursk đã mang lại nhiều lợi ích cho Nga, có lý do để tin rằng Nga sớm đẩy mạnh tấn công trước khi mùa mưa bùn kéo tới, làm giảm khả năng cơ động của bộ binh cơ giới. Trả lời Reuters, đại sứ của Kiev tại NATO, bà Natalia Galibrenko, Ukraine đang mong muốn được NATO gửi lời mời gia nhập trước khi Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng. Theo bà, đây sẽ là di sản phù hợp cho Tổng thống Biden sau khi ông khép lại nhiệm kỳ 4 năm. Ý tưởng của chúng tôi là việc NATO đưa ra lời mời Ukraine vào thời điểm này sẽ được coi là một tín hiệu chính trị. Chúng tôi chân thành tin rằng nó có thể trở thành một phần di sản của chính quyền Mỹ hiện tại, bà nói trong một cuộc phỏng vấn tại phái bộ Ukraine tại NATO đối diện với trụ sở liên minh tại Bruxelles. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới đã và đang khiến Ukraine hoang mang trong bối cảnh Washington là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Trong khi Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ukraine, bà chưa nêu rõ mức độ ủng hộ như thế nào so với chính quyền Biden. Thêm vào đó, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn chưa nêu chi tiết về cách ông sẽ xử lý cuộc chiến. Ông nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết cuộc xung đột chỉ trong 24 giờ nếu đắc cử, nhưng cả Nga và Ukraine đều hoài nghi với điều này. Mặt khác, ông Trump có xu hướng ủng hộ việc đàm phán kết thúc chiến sự và từng chỉ trích các khoản tiền viện trợ khổng lồ mà Mỹ dành cho Ukraine dưới thời ông Biden. Việc gia nhập NATO sẽ khiến Ukraine trở thành một phần của Hiệp ước Phòng thủ chung của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả. Tổng thống Ukraine Zelensky gần đây cho biết, ông coi việc NATO mời Kiev gia nhập là một phần trong kế hoạch chiến thắng của mình. Đại sứ Galabarenko đã giải thích thêm về lý do Ukraine muốn NATO sớm gửi lời mời gia nhập. Bà lập luận rằng lời mời sẽ xóa bỏ vấn đề gây bất đồng giữa Kiev và Moscow. Nga coi việc Ukraine có thể gia nhập NATO là động thái đe dọa tới an ninh của nước này và đã mở chiến dịch quân sự nhằm buộc Kiev phải chọn con đường trung lập. Bà cho biết nếu Ukraine được mời tham gia NATO thì đối với Liên bang Nga thì nó sẽ giống như một phán quyết cuối cùng. Vậy là xong. Bạn không thể nâng cao mức độ quan trọng của chủ đề này nữa. NATO đã tuyên bố Ukraine sẽ gia nhập hàng ngũ của mình và con đường gia nhập liên minh của Kiev là không thể đảo ngược. Nhưng NATO đã nói rằng Ukraine không thể gia nhập khi đang có chiến tranh và từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể để kết nạp Ukraine. Hầu hết các thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, đều chưa có ý định mời Ukraine gia nhập NATO vào giai đoạn này. Kiev không thúc đẩy việc khởi động ngay lập tức các cuộc đàm phán gia nhập NATO, nhưng một lời mời chính thức ngay bây giờ sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Nga ngày 16 tháng 10 cho rằng vẫn còn quá sớm để bình luận chi tiết về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, nhưng nhấn mạnh Kiev cần tỉnh táo và nhận ra sự vô ích trong các chính sách mà họ đang theo đuổi. Theo một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, kế hoạch chiến thắng mà ông Tổng thống Zelensky trình lên Quốc hội có thể là một chiến lược ngụy trang của Mỹ. Theo ông, Washington chỉ tận dụng Kiev để chống lại nước Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Có thể có một kế hoạch khác ở đó. Có thể thực sự có hòa bình, nhưng Ukraine cần tỉnh táo nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi và nhận ra những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột này, ông Peskov nói. Tổng thống Zelensky đã trình kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm của mình lên Quốc hội ngày 16 tháng 10, trong đó loại trừ mọi phương án nhượng bộ lãnh thổ với Nga. Trong kế hoạch hòa bình được đệ trình, ông Zelensky nhấn mạnh giải pháp chấm dứt hơn 2 năm xung đột với Nga không phải là đóng băng cuộc chiến hay nhượng bộ lãnh thổ, chủ quyền của Ukraine. Ngoài ra, trong kế hoạch này, Tổng thống Zelensky đề xuất Ukraine phải nhận được lời mời gia nhập NATO vô điều kiện ngay bây giờ và một gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ Ukraine cùng những điểm khác. Phát biểu trước Quốc hội, lãnh đạo Ukraine cho biết có thể chấm dứt xung đột với Nga chậm nhất là vào năm tới nếu kế hoạch của ông được thực hiện ngay bây giờ. Ông cũng thêm rằng sẽ trình bày chi tiết kế hoạch này với các lãnh đạo châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ngày 17 tháng 10. Nga cho đến nay vẫn kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập NATO.